về màng cái mẹ không chịu ăn, mẹ nó phải mua cá sống. Cái từ từ anh nói giờ con không đủ tiền rồi mẹ ơi, thôi mẹ ăn chay con bữa nay đi, dụ dụ riết giờ mẹ ăn chay luôn. Bác gái là nấu cho ăn luôn hay là không? Mẹ nay bệnh không có nấu, mình đi làm về rồi tự nấu rồi bưng xuống cho mẹ ăn thôi chứ mẹ không có nấu được. À, vậy rồi nếu như anh thu xếp thời gian cuối tuần mà lên trên đây thì để bác ở nhà một mình anh có an tâm không? Tại vì được, bác đang bị tại bệnh. Tại vì tối á có mấy đứa cháu và bà chị cũng có hay thường lại quan tâm chăm sóc cho mẹ, thì đó anh nhờ được. À, dạ vâng. Và anh là không uống rượu bia gì hết nhưng mà còn thuốc lá. À, còn thuốc lá nhưng rượu bia không có. Thuốc lá thông thường gu của anh là ngày mấy điếu rồi? Giờ mình bỏ bớt rồi, ngày xưa hai thằng hút gói mà giờ mình nên hút gói, giờ mình nên hút gói. Vậy là tần suất của anh có liên tục không? Hay là ví dụ như là lúc đi chơi thì không hút thuốc được? Cách cỡ khoảng tiếng thì mình hút lần một điếu gì đó. Thì nếu sau này anh có thể cai được cái vấn đề thuốc lá, tại vì thuốc lá thì sẽ không tốt cho vấn đề tình trạng con sau này. Cái chuyện đó thì nó không có khó. Khi xưa mình không biết thì mình tập được, hay mà tập được thì phải bỏ được. À, nó không sao. Dạ vâng. Rồi anh có yêu cầu gì không nếu em về bên làm dâu bên nhà anh? Anh thì chẳng có yêu cầu gì lớn lao. Một người vợ của mình hay là người yêu của mình đó, kính trọng cha mẹ mình, biết lễ phép, đạo đức là được. Mấy cái đó thì nói chung em cũng làm được. Nói chung em cũng mong rằng bên đàn trai cũng thế luôn. Tại vì hiếu thảo là vấn đề hai bên đều phải có hết hàng đầu. Em là em trọng chiếu hiếu hàng đầu. Đúng rồi, anh đây cũng vậy. Em làm giáo viên thì anh có đòi hỏi rằng, tại vì buổi sáng em đi làm trên trường, buổi tối thì có bên dạy thêm bên trung tâm, thì không biết anh có lo lắng gì về vấn đề thời gian này không ạ? Thời gian thì đối với anh thì không có quan trọng. Công việc của anh á, sáng thì anh vô anh sắp xếp, với anh dòm ngó một tí, anh có thể đi được. Nói chung là thời gian là không có vấn đề với anh hết. À, em dùng đi. Thì thông thường nếu hẹn hò thì anh thường đi đâu? Nếu hẹn hò thì anh thường đi những cái quán cà phê, hay là xuống bờ suối hay là mé sông gì đó. Ở trên đó thì anh thường thường đi xuống sông Bạch Đằng, ngồi câu cá. Mà nhưng anh câu cá thì anh không câu, không có lỡ. Anh thấy cầu vui đó, không có lỡ. Em biết đâu, có con nào nó buồn buồn. Em thường hay đi xem phim, sau đó rằng là đi ăn uống. Ăn uống thì cũng thích lắm, nhưng mà trong cái dịp mình đi á, không có cái gì để mình ăn hết. Tại vì khu, nhưng mà cái khu đó nó không có bán cái gì cho lạc hết. Toàn là nó bán bò, chó gì đâu không. Không sao, anh đi với em, cứ đưa anh vô anh lẩu chay. Ăn chay thì em cũng ăn theo lẩu chay cũng được, đừng có ăn món chay quá đơn giản. Mình đã chấp nhận ăn chay lạc rồi thì không có nhất thiết là mình món ăn phải cho nó ngon. Ta giàu có thì ta sống để ăn, còn mình thì nói chung ra là không được kinh tế tốt gì cho mấy, mình ăn để mà sống, cho nên là không chấp nhất món ăn ngon hay dở. Yeah. Em thì em quan niệm là ăn vừa đủ thôi ạ, chứ không có cần phải ăn nhiều quá, cũng chẳng cũng cần phải cao lương hay mỹ vị gì cả. Nên nhà em là tất cả đều đạo Phật, cho nên anh cứ an tâm về vấn đề này. Chỉ có thêm một người con rể anh chay chừa cũng không sao. Và vấn đề là anh có thể phụ vợ làm công việc nhà với nấu nướng không? Tại vì em cũng báo trước anh là em nấu không giỏi. Em chỉ biết làm mấy cái món đơn giản. Nói chung ra việc nhà thì anh giỏi, không giỏi lắm, nhưng mà cái gì anh làm cũng được. Nhiều khi xuyên á thì cái gì làm cũng được, chứ làm biến rồi thì cứ đi uống cà phê không có làm. Mẹ kêu á thì mình sẽ giới thiệu những thông tin cá nhân của mình cho đối phương nghe. Rồi mời bạn. Dạ, em là Nguyễn Văn Hùng, ở An Giang. Hiện nay em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Em làm thầu xây dựng chị ạ. Wow, hèn chi có ra hiện trường không? Dạ có. Hèn chi cũng hơi đen đen ha. Mình năm nay nhiêu tuổi Hùng? Dạ em sinh năm 1987. Mình làm nghề này lâu chưa? Dạ em làm nay mười mấy năm rồi chị. Mười mấy năm vậy hiện giờ mình ở dưới đó là mình sống với ai? Dạ em sống với bà mẹ. Là ở An Giang luôn? Dạ không, mẹ ở Bình Dương đây. À, mẹ ở Bình Dương luôn, còn vậy dạ. Dưới An Giang là chỉ quê thôi chứ không còn ai. Dạ đúng rồi. Rồi mời em gái. Dạ chào chị Cát Tường. Xin chào khán giả trên trường quay. Dạ thưa, em tên là Trần Đắc Mỹ Hạnh, em sinh năm 1987, em hiện là giáo viên, sinh ra và lớn lên ngay tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, mình đang dạy ở bên Tân Bình luôn hả? Dạ đúng rồi. Có khi nào mà đi Bình Dương chơi chưa? À, cũng dạ chưa. Dạ. Chưa đi. Dạ. Nhưng mà có đi qua Đại Nam. Đại Nam là Bình Dương rồi đó. Ủa chỗ mình làm là ở mình ở là ở chỗ nào của Bình Dương? Thuận An, Bình Dương chị. Ủa vậy nó có gần chỗ Đại Nam gì bạn này nói không? Dạ Đại Nam là tuốt chẳng nữa, còn em ở nửa đoạn đường đó. À vậy là thành phố Hồ Chí Minh qua đó gần thôi đúng không? Dạ đúng. Nếu vậy giờ thí dụ mình có bạn gái ở thành phố Hồ Chí Minh ở Tân Bình nè,
Rồi bao lâu mình mới thăm bạn gái được một lần? Có nó khó khăn gì trong việc hẹn hò không, theo như em nghĩ? Dạ thưa chị, không ạ. Nếu như bạn gái cần giờ nào em có thể tự túc đến giờ đó. Trời ơi, thấy dễ thương không? Bây giờ làm việc của em thì sao? Dạ, em được cái là em tuy là nhà giáo nhưng mà làm việc được nghỉ ngày cuối tuần là thứ bảy chủ nhật. Rồi thứ bảy chủ nhật bên đây thì mình làm suốt hay là thứ bảy chủ nhật mình cũng nghỉ? Dạ đó, em làm cho của em thì em muốn đi giờ nào cũng được. À là mình thầu luôn, mình xây dựng luôn rồi. Dạ. Có ekip làm hết đúng không? Dạ. Thế điểm mạnh điểm yếu trong công việc của em là gì nè? Điểm mạnh của em thì em làm việc tới nơi tới chốn, biết mình lãnh đó là lỗ nhưng mình cũng vẫn làm hoàn thành. Không, mà nhiều khi nó cũng có trường hợp đó chị. Sao lỗ? Thầu xây dựng phải tính toán đong đếm chứ, tự nhiên lỗ. Đó là cũng do nơi thời tiết và những cái quá trình mà nó xảy ra đột ngột thì mình cũng không có lường trước được. Nhưng mà cũng ráng tính toán kỹ chứ ha. Dạ, lâu bị một lần chứ mình làm ăn mà lỗ hoài sao được, đúng không? Dạ. Thế thì nhà mình là nhà ở với mẹ là nhà riêng của mình rồi hay sao? Tới đây thì em cũng nói thật, hồi xưa thì em cũng có nhà trên Bình Dương, nhưng mà thời gian sau em làm ăn nói chung ra là nó không được thuận lợi, cho nên là em cũng lỗ lãng rất là nhiều tiền, cho nên là nhà đó em bán, xe cộ em bán hết. Giờ nói chung ra em ra ở nhà trọ. Trời ơi, mười mấy năm trong nghề mà để vậy. Rồi giờ phấn đấu rồi cũng phải ráng an cư lạc nghiệp chứ, bây giờ cũng ba mấy tuổi có tuổi rồi đúng không? Dạ thưa chị, là cái khi xưa em làm ăn bên nghề xây dựng này đó, em làm là không bao giờ lỗ. Nhưng mà nghĩ là cái nghề xây dựng á đáng nôi, cho nên là em bỏ nghề xây dựng. Cũng khoảng mấy năm em làm nghề khác cho nên mới lỗ. À, thử sức cái nghề khác đúng không? Dạ. Chứ người ta nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Nếu mà em ôm cái nghề xây dựng hoài là giờ cũng khá rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà cũng cố gắng. Giờ ổn cho em, giờ công việc? Dạ ổn chị. Thôi chị Tường chúc em mà nhanh chóng mình lập lại sự nghiệp ha. Mua nhà, mua cửa đồ lại này kia, ở cho mẹ đồ cũng yên tâm, em cũng yên tâm. Rồi, còn mình sao nè, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, nói chung điểm mạnh của em là em làm việc có kế hoạch rõ ràng. Rồi đồng thời rằng là điểm yếu, nhưng mà đồng thời là cũng là yêu của em, đó là hơi trầm tính và ít nói, con người sống giản dị. Em luôn muốn tìm mẫu người rằng là có nghề nghiệp ổn định của em, đồng thời là cả hai nó cùng tiến xa hơn trong vấn đề hôn nhân. Thì nếu được thì anh bên kia có thể về bên thành phố được hay không? Được ạ. Tại vì thật ra bạn ấy đang ở trọ mà, thì mình ở đâu cũng được. Nhưng mà công việc em Bình Dương quen rồi, gia tỷ giờ em dời lên trên Sài Gòn rồi, lên thành phố Hồ Chí Minh rồi, người ta đâu biết em là ai, người ta mời em thầu. Dạ có không sao chị, tại vì công việc làm ăn á thì bạn bè đã lưu trữ vào Zalo hoặc là điện thoại, nó có công việc thì nó hú mình thôi. Rồi tình yêu thì sao cưng? Tình yêu thì nói chung chắc từ nhỏ tới lớn chứ cũng xiết có vài mối tình. Xiết có vài mối tình. Nói chung rằng là thời nhỏ cũng ham học, gia đình có truyền thống rằng là kêu là học cho xong để sau này có cái bằng ra trường rằng là về gần nhà. Duyên số của em rất là may mắn cho vấn đề sự nghiệp với con đường học vấn, rằng là tất cả đều rằng là gần nhà hết toàn bộ luôn, cho nên chưa đi xa bao giờ. Nhưng mà cuộc sống mà em có lúc cũng phải đi đó đi đây, đúng không? Tao nói là đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn, đi ra ngoài cuộc sống mở ra nó nhiều chân trời mới, nó nhiều cái tốt đẹp, mình đi để mình trải nghiệm thôi, đúng không? Chứ để sau này về già rồi mình đâu muốn đi cũng đâu có sức để đi nữa. Cho nên nếu trong cuộc sống mình có cơ hội thì mình cũng nên trải nghiệm thử. Đó là ý kiến của chị Tường như vậy. Dạ vâng. Ha. Rồi, thế cái mối tình mà em nghĩ là sâu đậm nhất của em là nó như thế nào? Nếu về mối tình chính thức thì chắc chưa có đâu. Chỉ ở giai đoạn rằng là tìm hiểu đôi bên thôi, nhưng mà cũng vì xa và không có thống nhất được chỗ ạ. Ôi ôi, 23 tuổi rồi mà chưa có mối tình sâu nặng, tiếc thật, tiếc thật. Chắc tiếc trước em không nợ. Trời ơi, bây giờ nợ đi em, phải nợ đi em. Còn em sao, Tình Duyên? Dạ, em cũng có một mối tình kéo dài thời gian 6 năm chị. Em chia tay hôm nay cũng hơn 3 năm rồi. Cũng do nơi cái kinh tế em làm ăn sụp từ đó rồi, cho nên là không có tới được. À, là cái đoạn quen là ổn 6 năm là vẫn ổn định rồi. Cái đoạn mà lúc mà chuyển nghề, chuyển đồ đó phải không? Dạ. Nghe câu chuyện của bạn trai thì mình có cái suy nghĩ gì không em Hạnh? Nghe câu chuyện của bạn trai thì em nhớ tới cái câu thơ. Bài thơ này em viết tặng anh người bạn đời em hằng mong nhớ. Anh và em là hai đường hạnh song song, để gần nhau ta phải bẻ cong định lý. Và rồi thời gian cứ mãi miết trôi, nhờ chương trình mai mối hẹn hò giúp hai chúng ta ở gần bên nhau và hội tụ cùng về đây. Anh ơi, tuy em là giáo viên toán, tính tình khô khan nhưng trầm tính ít nói, yêu nghề, yêu trẻ và yêu gia đình. Tuy có lúc bận rộn lo toan vì thế hệ trách nhiệm mai sau, nhưng lúc đó chỉ cần có anh ở bên phụ việc, chăm bà chăm sóc nhà cửa thì đôi ta sẽ mãi đắp xây hạnh phúc bền lâu. Anh ơi, lấy vợ giáo viên đi, tuy nghèo chọn tình chọn nghĩa hơn vàng bạc, cùng đắp xây tổ ấm mãi về sau, đắp xây tổ ấm mãi về sau.
ngoài đó đi, trên mạng đó hả? Dạ, lắp ghép nhiều nguồn. Lắp ghép nhiều nguồn. Vậy nó, ủa sao nó cũng trùng hợp với em quá mà em nói trên mạng chị nghe cũng lạ. Cảm ơn em rất là chân thành, mặc dù lời văn nó không ướt át ha. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Đối tượng của em tìm kiếm là người có nghề nghiệp ổn định, nếu gần nhà thì càng tốt, còn không nếu như anh ấy đó ở xa thì mong rằng sau này anh ấy sẽ chuyển lại về bên thành phố. Tại vì em thì em chắc chắn là em không đi xa được. Vì em còn có về phần ba mẹ ruột ở đây, thì nói chung là về phần ba mẹ thì ai cũng phải hiếu thảo đôi bên hết. Về tình cảm thì nói chung là chân thành, tin tưởng, không có lừa dối hay là lăng nhăng gì cả. Về ngoại hình? Về ngoại hình em nói chung là thấy dễ nhìn là được rồi. Em muốn được ở gần gần xích xích bên gia đình của mình. Rồi, thế còn em thì sao? Dạ em thì em chỉ có một câu gì thôi, chọn người yêu của em á là biết hiếu thảo với gia đình cha mẹ là đủ rồi, có đạo Phật giống em là được. Em đạo Phật không em? Dạ đạo Phật. Rồi thí dụ như em làm rể được không? Dạ được. Rồi mẹ là sao? Mẹ thì em cũng vẫn nuôi bình thường. Nhưng mà hiện giờ có hai mẹ con thôi, rồi thí dụ như là còn ai nữa không? Rồi vấn đề đó thì em đã có sự tính toán trước. Ví dụ như em làm lương tháng được 20 triệu hay là 10 triệu thì em sẽ chích 1/3 trong đó, một phần thì đưa cho vợ, rồi một phần thì lo trong gia đình, một phần thì phụng dưỡng mẹ. Có nghĩa là hết 2/3 là cho gia đình riêng. Dạ. Đúng không? Một phần là cho vợ, muốn chi tiêu, muốn quản lý sao đó quản lý. Dạ. Một phần là lo cho cái gia đình nhỏ của mình. Dạ. Một phần là giao cho mẹ. Dạ. Quá hợp lý, một cái người mà nó có một cái kế hoạch lâu dài như vậy là chị rất rất là ngưỡng mộ. Và cái cách chia này hợp lý đúng không bà con? Bà con có cái, mấy quý vị khán giả đang theo dõi chương trình mình, có cái cách chia nào mà nó hợp lý hơn không? Cái Tường thấy anh này chia vậy là quá đúng rồi đó. Có cái vụ mà 1/3 riêng để cho vợ tùy nghi sử dụng để chi tiêu là hợp lý nè, 1/3 lo cho gia đình con cái. Bây giờ phải hỏi đương sự nè. Đó, cái cách chia của ảnh 3 phần anh chia ra như vậy em có ý kiến gì không? Em sẽ tình nguyện góp cái phần anh ấy đưa em cho bên mẹ của anh ấy luôn cũng được. Tại vì em về kinh tế nó ổn định rồi. Nhưng mà ý là cái phần cho vợ đó là không phải cho vợ mà để vợ chi tiêu phung phí hay này kia. Nhưng mà người đàn bà mình là tay hòm chìa khóa, mình cất cái 1/3 đó mình làm một cái quỹ, rủ như vợ chồng con cái ốm đau bệnh hoạn, cha mẹ hai bên ốm đau bệnh hoạn, ví dụ như là thiên tai lũ lụt, như là bệnh dịch giống như cái thời gian vừa rồi, thì mình có cái tiền tích lũy thì em sẽ là người quản lý cái quỹ đó. Đúng không? Còn cái 1/3 của mẹ ảnh là anh đã có riêng rồi, đúng không? Còn 1/3 lo cho vợ con trong gia đình chi tiêu là có riêng. Nên chị thấy anh này tầm nhìn rất là chiến lược, tâm linh rất là ổn định. Nhưng mà nãy là hỏi cho vui thôi. Em là chỉ muốn ở gần ba mẹ chứ nhà em có chịu cho ở rể không? Nhà em nói chung là ba mấy em cũng giới tính, quan trọng rằng là cái người con rể có đạo đức là được. Nhưng mà nhà em có đông anh chị em không? Nhiều người đông quá chỗ đâu ở. Dạ thì lúc đó sẽ tính sau. Nhưng mà gia đình em mấy anh chị em? Gia đình em có hai người. Em với lại là... Dạ em với anh trai ruột. Anh trai mà anh trai giờ lấy vợ chưa? Dạ anh ấy lấy vợ và có hai cháu. Ở chung nhà luôn hay đi riêng rồi? Dạ nói chung mà anh ấy nói là sau khi em lập gia đình xong thì anh ấy sẽ ra riêng sau. Ủa sao kỳ vậy? Nhưng mà giờ sao không đi ra riêng, ở đi rồi mà tự nhiên đến lúc em gái đi rồi mới đi? Trời ơi, em gái đi rồi mình đi luôn là ai phụng dưỡng ba mẹ? Tư duy anh trai hơi ngộ nha. Rồi thôi, đó là chuyện riêng của mỗi gia đình. Tường chỉ hỏi cho vui thôi. Thế bây giờ có hình ảnh gì không em? Cho chị xem hình em nè. Wow. Đây, trong này cũng có nha. Một anh thầu xây dựng đó, một người bằng tuổi em ở chổng luôn nha. Đây, ba ba cho nó tròn. Đây cũng một cô giáo dạy toán. Thế mình nhìn thử, mình lựa chọn thử coi nè. Sao anh? Em nghĩ là anh nè. Này xác suất 33%. Đúng rồi, hình của em cũng minh bệnh, cũng xác suất 33 mà. Sao em trai, có mình theo mình nghĩ là mình chấm cô nào? Dạ theo như em nghĩ là chắc đứng giữa. Lý do tại sao em chọn cô đứng giữa? Dạ thì theo cái cảm tính thôi. Cảm tính. Rồi em cứ cầm nó đi, mình xem coi như thế nào. Còn em chọn anh nào? Chắc chọn anh ngoài. Tại sao chọn anh đó? Thế nó anh ấy tròn tròn. Còn xây dựng là tròn tròn hả? Lý do tại sao? Tại em thấy ít ai gầy. Chắc nghĩ tại do ăn nhậu nhiều phải không? Đi làm xong cả ngày về chiều tối đi nhậu với mấy anh em xây dựng đồ có không? Dạ thưa chị là không vậy. Hầu xây dựng nhưng em không có thích rượu bia. Em dạ ăn chay trường à. Lý do ăn chay trường được bao lâu rồi? Dạ em ăn từ bé cho tới giờ. Nhưng mà em có gián đoạn một thời gian. Nói chung ra là không biết lý do là sao, nhưng mà em gặp thịt cá là tanh em ăn không được. Có nghĩa là mình ăn chay là do cái cơ địa mình, với là mình thích thôi, chứ mình có cầu nguyện, cầu khẩn mình có. Cách năm mấy năm về trước á, thì khi em chay lại á, thì lúc đó mẹ em cũng có bệnh. Em nguyện với Tam Bảo á, giấy cho con mẹ con á, là được tai qua nạn khỏi, bệnh tật được tiêu trừ.
thì con sẽ nguyện ăn chay suốt cuộc đời ạ. Em rất là hay, hay, rất đặc biệt. Đây là một chàng trai thì thấy rất đặc biệt. Anh biết nấu nướng gì không anh? Nói chung ra vô bếp thì món gì nấu cũng được, nhưng mà có một cái món mặn là không bao giờ nấu được. Dạ, em như vậy được rồi. Thôi anh tự nấu tự ăn, em nấu cho con cái ăn được rồi ha. Thật ra nồi cơm nấu ra đó, đồ chai thì hũ chao, anh xào miếng rau. Thay vì em xào rồi em bỏ thịt thì trước khi em bỏ thịt thì em múc ra cho ảnh, xong rồi em bỏ thịt vô vẫn được, đúng không em? Em có ngại gì cái việc ảnh? Không, nếu anh ăn uống dễ tính thì không sao. Nhưng mà em có ngại gì cái việc ảnh nói anh ăn chay không? Em có bắt ảnh sẽ ngã mặn không nếu ảnh là chồng em? Thì không, tại vì chị dâu em cũng ăn chay trường. Rồi bây giờ giữ hình ảnh nè, bây giờ chị sẽ mở cửa trái tim cho hai người nhìn nhau và xem cái cảm xúc, cái sự lựa chọn của mình ngày hôm nay có chính xác hay không nha. Mời hai bạn. Rồi. Có món quà này cũng gửi tặng em. Nhưng con cái này anh nói trước. Tại vì sớm á, anh đã có chuẩn bị cho em một cái bó hoa, nhưng mà vô tới công trình rồi cái anh bỏ quên trong đó luôn. Cho nên là giờ anh phải mua cái này gửi tặng em. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Cũng tới chương trình cũng có một món quà gửi tặng anh. À, cảm ơn em. Dễ thương, được rồi. Thôi hai bạn ngồi xuống. À, quà gì này, quà gì vậy em? À dạ, đó một cái áo thun. À, áo thun, coi coi. Phụ ra luôn. Phụ ra luôn, phụ ra luôn, khoe liền. Chị Tường có món quà gửi em. Có móng tay nhưng mà mình phải có mưu trí. Wow, cảm giác chính xác. Thôi, chính xác là sao? Cảm giác em chọn nè, chính xác. À, cảm giác em chọn chính xác. Em sai rồi nha. Sai là lát bị phạt đó. Không giỡn đâu. Đây là một chiếc áo thun size L. Em chắc mặc cỡ M thôi à, đúng không? Này hơi rộng. Hơi rộng. Nãy em chọn cái hình anh kia mập. Chắc gu này cô gu thích mập quá à. Thích bụng bia. Thích bụng bia. Không thích người uống rượu bia hay hút thuốc lá này, không thích hết. Nhưng mà giờ anh sợ họ anh này ok không? Dạ cũng được. Rồi, đây là món quà rất dễ thương ha. Rồi bây giờ tới giờ ăn, chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Vị Ngon. Rồi chúng ta vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau nha. Mời hai bạn thưởng thức món nem cua bể của nhà hàng Vị Ngon nha. Rồi ngồi mà thơm ngon nóng giòn luôn. Nhớ ăn uống tự nhiên. Ôi trời ơi, quên mất nữa, anh ấy ăn chay. Thôi ăn bún với rau không. Thôi giờ gì nè. Thì chút cái này, phần này em xin gửi lại cho chị. Rồi thôi em cứ ăn đi, chị ra ngoài chị có đồ ăn riêng mà. Nhà hàng phải chăm sóc chị chứ. Rồi cảm ơn em, ăn đi em. Chào em. Anh xin hỏi nãy giờ anh chưa nghe được tên của em, anh tên gì ạ? Anh là anh Văn Hùng. Dạ, dạ. Em tên là Mỹ Hạnh. Thì nói chung về ăn là ăn chay trường, thì còn bắt gái ở nhà là có ăn chay luôn. Ăn chay trường luôn. Khi xưa thì mẹ của Hùng không có ăn chay đâu. Mẹ thường thường kêu ra mua cá, cái mình ra mua lựa mấy con cá mà nó bị chết ngợp á. Về mằn cái mẹ không chịu ăn. Mẹ nói phải mua cá sống. Cái từ từ anh nói giờ con không đủ tiền rồi mẹ ơi, thôi mẹ ăn chay con bữa nay đi. Dụ dụ riết giờ mẹ ăn chay luôn. Bác gái là nấu cho ăn luôn hay là? Không, mẹ nay bệnh không có nấu. Mình đi làm về rồi tự nấu rồi bưng xuống cho mẹ ăn thôi, chứ mẹ không có nấu được. À, vậy rồi nếu như anh thu xếp thời gian cuối tuần mà lên trên đây thì để bác ở nhà một mình anh có an tâm không? Tại vì được, bác anh bị tại bệnh. Tại vì tối á, có mấy đứa cháu và bà chị á, cũng có hay thường lại quan tâm chăm sóc cho mẹ. Thì đó anh nhờ được. À, dạ vâng. Là anh là không uống rượu bia gì hết nhưng mà còn thuốc lá. Còn thuốc lá, rượu bia không có. Thuốc lá thông thường gu của anh là ngày mấy điếu rồi? Giờ mình bỏ bớt rồi, ngày xưa hai thằng hút gói mà giờ mình nên hút gói, giờ mình nên hút gói. Chơi chơi đi chơi. Vậy là tần suất của anh có liên tục không? Hay là ví dụ như là lúc đi chơi thì không hút thuốc rồi? Cách cỡ khoảng tiếng thì mình hút lần một điếu gì đó. Nếu sau này anh có thể cai được cái vấn đề thuốc lá, tại vì thuốc lá thì sẽ không tốt cho vấn đề tình trạng con sau này. Cái chuyện đó thì nó không có khó. Khi xưa mình không biết thì mình tập được. Hãy mà tập được thì phải bỏ được. À, nó không sao. Dạ vâng. Rồi anh có yêu cầu gì không nếu em về bên làm dâu bên nhà anh? Anh thì chẳng có yêu cầu gì lớn lao. Một người vợ của mình hay là người yêu của mình đó, kính trọng cha mẹ mình, biết lễ phép, đạo đức là được. Mấy cái đó thì nói chung em cũng làm được. Nói chung em cũng mong rằng bên đàn trai cũng thế luôn. Tại vì hiếu thảo là vấn đề hai bên đều phải có hết hàng đầu. Em là em chọn chú hiếu hàng đầu. Đúng rồi, anh đây cũng vậy.
Em làm giáo viên thì anh có đòi hỏi rằng tại vì buổi sáng em đi làm trên trường, buổi tối thì có bên dạy thêm bên trung tâm. Thì không biết anh có lo lắng gì về vấn đề thời gian này không ạ? Thời gian thì đối với anh thì không có quan trọng. Công việc của anh á, sáng thì anh vô anh sắp xếp, với anh dòm ngó một tí, anh có thể đi được. Nói chung là thời gian là không có vấn đề với anh hết. À, em dùng đi. Thì thông thường nếu hẹn hò thì anh thường đi đâu? Nếu hẹn hò thì anh thường đi những cái quán cà phê, hay là xuống bờ suối hay là mé sông gì đó. Ở trên đó thì anh thường thường đi xuống sông Bạch Đằng ngồi câu cá. Mà nhưng anh câu cá thì anh không câu, không có lỡ. Anh thấy cầu vui không có lỡ. Em biết đâu có con nào nó buồn buồn. Em thường hay đi xem phim, sau đó rằng là đi ăn uống. Ăn uống thì cũng thích lắm, nhưng mà trong cái dịp mình đi không có cái gì để mình ăn hết. Tại vì khu, như một cái khu đó nó không có bán cái gì ca lạc hết. Toàn là nó bán bò, chó gì đâu không. Không sao, anh yêu với em, cũng đưa anh vô anh lẩu chay. Ăn chay thì em cũng ăn theo lẩu chay cũng được, đừng có ăn món chay quá đơn giản. Mình đã chấp nhận ăn chay lạc rồi thì không có nhất thiết là mình món ăn phải cho nó ngon. Ta giàu có thì ta sống để ăn, còn mình thì nói chung ra là không được kinh tế tốt gì cho mấy, mình ăn để mà sống, cho nên là không chấp nhất món ăn ngon hay dở. Em thì em quan niệm là ăn vừa đủ thôi ạ, chứ không có cần phải ăn nhiều quá, cũng chẳng cũng cần phải cao lương hay mỹ vị gì cả. Nên nhà em là tất cả đều đạo Phật, cho nên anh cứ an tâm về vấn đề này. Chỉ có thêm một người con rể anh chay chừa cũng không sao. Và vấn đề là anh có thể phụ vợ làm công việc nhà với nấu nướng không? Tại vì em cũng báo trước anh là em nấu không giỏi, em chỉ biết làm mấy cái món đơn giản. Nói chung ra việc nhà thì anh giỏi không giỏi lắm, nhưng mà cái gì anh làm cũng được. Nhiều khi xuyên á thì cái gì làm cũng được, chứ làm biến rồi thì cứ đi uống cà phê không có làm. Mẹ kêu thì để nó đi, cứ hẹn hò không à, để đi chút xíu gì làm, nhưng mà chút xíu rồi vẫn quên. Chứ anh có hoạch định gì trong tương lai? Có chứ, 2 năm nữa thì mình gắng làm được một số tiền để mình còn phải xây một cái nhà, để thứ nhất là cho cái tổ ấm nhỏ của mình và phụ dưỡng cha mẹ nữa. Này, cô giáo hỏi bên đây trả lời không, học trò ngoan dễ sợ em ha, ngồi khoanh tay trên bàn trả lời câu hỏi cô giáo không, không thấy mà gọi là tấn công hỏi được một câu nào luôn á. Nãy giờ biết gì về cổ chưa hay là mới có khai thôi ạ? Dạ mới khai thôi. Mới khai thôi phải không? Có cảm xúc gì về người phụ nữ ngồi đối diện này không? Rất là nhiệt tình, tính tình hiền, thẳng thắn, em thích điều đó. Thẳng thắn, chân thành. Nhưng mà thưa quý vị, bữa nay Tường ra ngoài thì Tường biết là hôm nay có anh trai của Hạnh đi theo. Bây giờ Tường sẽ mời anh trai vào để xin ý kiến anh trai vài câu nha. Dạ, mời anh trai vô ạ. Dạ, chào anh ạ. Sorry anh, nãy đâu có biết anh ở ngoài đâu, tố anh quá trời, nói anh hai kỳ quá. Ủa mà anh hai kỳ thiệt luôn, sao tự nhiên rồi mai mốt đợi em gái đi lấy chồng rồi mình mới dọn đi là sao anh? Thì theo lời em gái mình thì mình kỳ. Chứ bây giờ là anh em là vẫn còn ở chung một nhà, hiện tại là vẫn ở chung một nhà. Dạ đúng rồi. Anh cho vài điều anh có thể giới thiệu về em gái của mình, còn những cái gì mà hồi nãy giờ Hạnh chưa có giới thiệu không anh? Em gái mình thì hiền quá, học trò quý cô quá, hay rủ cô đi chơi nhiều quá. Thế hôm nay anh nghe câu chuyện của hai bạn này thì nãy giờ thì anh có nhận xét như thế nào? Bà xã mình thì cũng là cây trường. Dạ. Mà cũng sau này trong gia đình có nhiều cái lộn xộn thì mới chuyển qua làm cây trường. Theo cái quan điểm giống như anh đã nói là đã nguyện cái gì trong lòng thì đã nguyện thì phải chấp nhận theo. Thì bà xã mình cũng vậy, ngày xưa cũng đã nguyện thì cũng phải theo, nên cho đó mình thấy là bình thường thôi. Giữa cái mong ước khi nói chuyện về vấn đề gia cảnh, về mẹ của mình rất là trân trọng và người con có trách nhiệm. Thì mình cũng hy vọng là hai người có thể làm quen với nhau. Nếu có duyên số có gì thì có thể nối tiếp con đường của nhau. Không thành vấn đề gì hết rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Bây giờ một câu cuối cùng dành cho hai em của mình ngày hôm nay, anh muốn nói gì? Mọi chuyện đều phải có bắt đầu. Nếu mà không có bắt đầu thì làm sao biết được hả? Dạ, hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái bắt đầu đẹp. Đúng rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, đó là nhận xét của anh trai. Bây giờ chơi một chút trò chơi cho vui nè. Mình sẽ bóc những cái lá thăm này, mỗi người một lá rồi mình đọc cái yêu cầu trong này lên. Rồi, bạn trai đọc lớn lên trước đi nè, rồi nói gì? Bạn trai xin phép nắm tay rồi cảm nhận về cô yêu gái. Hai bạn hãy nhìn mắt nhau 30 giây rồi bạn trai tỏ tình lãng mạn. Hình như hai câu hỏi này nó cũng có một cái sự tương đồng và gắn kết với nhau. Hai bạn cùng thực hiện hai cái yêu cầu này cùng một lúc. Em qua bên bạn gái, xin phép được nắm tay bạn gái.
Qua đó mình sẽ thực hiện luôn cái thứ hai là hai bạn hãy nắm tay và nhìn nhau luôn như vậy 30 giây. Và cuối cùng em hãy nói cái cảm nhận của mình theo như cái yêu cầu của lá thăm bên kia. Mời em, mời hai bạn, rồi. Nắm tay chứ phải bắt tay đâu ạ. Nắm tay là một cái sinh mạng như vậy, nó chân thành, đúng rồi. Nhìn nhau đi hai bạn, 30 giây dành cho hai bạn bắt đầu. Đủ 30 giây chứ chị? Em cảm nhận đủ là đủ. Dạ em đủ rồi. Rồi em cứ nói đi. Hôm nay đến đây lần đầu tiên gặp em thì anh cảm thấy rất là vui. Nhưng mình thấy hôm nay mình đến đây là một cái duyên rồi. Thì mong rằng em và anh cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu xa hơn. Dạ, em cũng muốn hai chúng ta tìm hiểu nhau xa hơn. Nếu được thì tiến tới trong vấn đề hôn nhân. Còn không thì chúng ta thêm nhau như một người bạn. Dạ. Dạ, cảm ơn em. Rồi, về chỗ đi. Chị Tường cũng có vài điều chia sẻ với hai bạn như thế này nha. Về cái này về kinh nghiệm của chị thôi. Về cơ bản thì chị nhìn thấy hai bạn là cũng ổn, có những cái suy nghĩ rất là chín chắn trong cái hôn nhân. Nhưng mà riêng về cá nhân chị thì chị cũng có một cái nhận xét như bạn gái là em phải từ từ dần dần tập bỏ hút thuốc đi. Hút thuốc thụ động người ta chết sớm hơn người hút thuốc chủ động. Rồi còn con cái sau này nữa, mình không hút thuốc nữa thì tự nhiên người mình nó sẽ gọi là nó thật sự luôn, nó mới thơm tho sạch sẽ được. Chứ giờ xung quanh mình tiếp cận với người bạn gái của mình mà mùi thuốc lá không à, làm sao được, đúng không em? Chị cũng nói thẳng không có giận. Bây giờ nè, hồi nãy nè, chọn không có đúng người nè, phạt. Bên đây cũng vậy, hút thuốc nhiều quá, phạt. Tặng cho nhau một cái tiết mục gì đó để chúng ta ghi nhớ cái ngày đầu tiên gặp với nhau rồi chúng ta quyết định bấm nút hẹn hò. Em gái sao? Lúc nãy em đọc thơ rồi. Thơ là thơ trong chương trình. Còn bây giờ em bị phạt, em suy nghĩ đi, em làm gì. Còn em hát một bài tặng bạn gái. Gãi gãi móc móc cái gì? Dạ không chị, em bài gì em hát cũng được, mà có một cái là em không có thuộc lời. Như tới đây thì sao mình không nhớ được cái lời vậy? Bình tĩnh nhớ hết à. Cô giáo nghĩ ra mình làm gì chưa? Thì hôm qua em đọc thôi được không? Rồi mời em, ai làm trước? Anh này anh rung quá, mình cô giáo mình làm trước đi. Tại vì em ngày xưa đi học em là vợ ca hát. Em mà ai đây mà nghe em ca chứ chạy hết mất chứ. Anh ơi, em không đi tìm tình yêu lý tưởng đâu anh. Em chỉ đi tìm tình yêu chung thủy, son sắc, mặn mà thôi anh. Không, hai câu thôi mà người ta rất là ý nghĩa. Người ta cô giáo mà đánh nhanh rút gọn vô trọng tâm. Tới em. Anh thường nghe nhạc bolero, Tiền Chiến hay là nghe nhạc khác? Anh nhạc bolero hay là chích đoạn cải lương gì anh làm cũng được hết. Thì nó làm cái chích đoạn cải lương coi. Nhưng mà em khổ nỗi em không có nhớ lời. Em nhìn vô karaoke em ca mới được. Trời đất ơi. Sạch sạch cho anh cái bài Đêm Mưa Nhớ Mẹ đi. Không có thì Người Tình Trên Chiến Trận. Trời ơi, đâu tới mai đi cha. Để phục vụ cho tiết mục này phải căng thẳng, phải sợt mạng tìm lời. Đêm nay nghe tiếng mưa, con ngồi đây nhớ mẹ. Ở quê nhà mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 12 con phải xa gia đình, côi cút thân một mình nơi xứ lạ người xa. Trời ơi, lúc nào cũng nghĩ về mẹ. Đây là một chàng trai rất có hiếu, ăn chay trường, cầu sức khỏe cho mẹ và lúc nào cũng nhớ đến mẹ, mặc dù đang phúc tỏ tình với người yêu. Thôi được rồi, đó là một điều đáng trân trọng. Bây giờ thì chị Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm này. Rồi, nhắm mắt lại và đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại nha. 1 2 3 Hết thời gian. Rất là nhanh, rất là gọn, rất là lẹ và rất là trùng khớp với nhau. Chúng ta nắm tay nhau nè. Trước tiên thì chị Tường sẽ tặng cho hai bạn. Đây là những chiếc vé xem phim nha, của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 đi Chính Thắng. Chúng ta đến để coi phim, đưa cô giáo đi coi phim để cổ đừng có đi với học trò nữa, bây giờ phải đi coi phim với người yêu. Và đây là món quà của chương trình tặng cho em để làm đẹp hơn khi hẹn hò với người yêu của mình. Dạ, cảm ơn. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Chị Tường chúc cho hai em sắp tới sẽ có một cái khoảng thời gian tìm hiểu hẹn hò với nhau thật là đáng nhớ, rất là nhiều kỷ niệm đẹp và rất mong một ngày hai em sẽ báo tin vui cho chương trình. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay khởi hành là bà Mai đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình quý vị nha. Hôm nay rất là vui và chúng ta phải tạm biệt ở đây thôi.